Nước có vai trò vô cùng quan trọng đối với đời sống sinh hoạt của con người. Nước duy trì mọi hoạt động sống cũng như sản xuất. Nhưng hiện nay, nguồn nước suy giảm, các hồ chứa thượng nguồn vận hành không hợp lý, nhu cầu về nước tăng lên dẫn đến tình trạng thiếu nước vùng hạ du. Đối với các tỉnh ven biển, việc lấy nước càng khó khăn hơn do ở cuối hệ thống sông và bị ảnh hưởng xâm nhập mặn. Vấn đề hạn hán và xâm nhập mặn hiện nay là một trong những vấn đề quan trọng và cấp bách. Vấn đề được chúng tôi lồng ghép và làm rõ qua câu chuyện Cóc kiện trời. Không hiểu vì sao mà nước ngọt ngày càng khan hiếm, nước mặn bao trùm, hạn hán khủng khiếp kéo dài hết tháng này đến tháng khác. Cây cối bị thiêu cháy, sông ngòi, đầm hồ nơi thì chỉ còn là nước mặn, nơi thì cạn kiệt chỉ còn là vùng đất khô nứt nẻ. Muôn loài không còn một giọt để uống, cây cối không thể sinh sôi, không ai nghĩ được kế để cứu mình, cứu muôn loài. Duy chỉ có anh chàng cóc tía bé nhỏ, xấu xí là có gan to, thiết nghĩ không thể cứ ngồi chờ chết như thế này được. Anh bèn tính đến chuyện lên thiên đình hỏi cho ra nhẽ. Lúc đầu chỉ có một mình, nhưng anh không nản. Khi đi qua một vũng đầm khô, cóc tía gặp cua càng. Cua hỏi, giọng yếu ớt. Anh cóc, anh đi đâu vậy? Cóc liền kể rõ ý của mình cho cua nghe và rủ cua cùng đi. Ban đầu, cua định bản ngang, cua rằng. Thà chết ở đây còn hơn, chứ trời xa như thế thì làm sao mà tới được. Những con vật ở xung quanh nghe cóc nói liền tụm nhau vào bàn tán làm cua nổi giận. Cua bèn làm ngược lại, cua tình nguyện đi cùng cóc tía. Đi được một đoạn, cóc gặp gấu đang khát cháy họng. Cóc liền rủ gấu cùng đi lên hỏi ông trời. Gấu thấy vậy liền nói. Anh cóc nói có lý, đến ngang như anh cua còn theo anh cóc thì tại sao tôi lại không theo? Cả bọn nhập lại thành đoàn, trên đường đi chứng kiến cảnh sắc tàn lụi, muôn loài yếu ớt nằm chờ chết, càng cho họ động lực để đi tiếp. Cóc dẫn các bạn đi mãi đến tận cổng thiên đình. Đến nơi, cóc bèn nhảy lên mặt trống, đánh ba hồi âm vang như sấm động. Đang nằm ngủ trưa thư giãn, Ngọc Hoàng bị tiếng trống lôi đình đánh thức dậy nên bực bội lắm, liền sai Thiên Lôi ra xem có chuyện gì. Thiên Lôi lười biếng vội phủi bụi và mạng nhện răng đầy trên lưỡi búa tầm xét, cắm cổ chạy ra. Thiên Lôi ngạc nhiên vì ở ngoài cửa thiên đình chẳng thấy có một người nào cả, chỉ thấy mỗi một con cóc xù xì, xấu xí đang ngồi chễm chệ trên mặt trống của nhà trời. Bấy giờ cóc liền thưa. Dạ bẩm, chúng tôi là những người đại diện cho muôn loài ở trần gian, mạn phép lên đây xin được gặp Ngọc Hoàng thưa chuyện. Thiên Lôi thấy vậy đáp. Vậy các ngươi đứng ở đây đợi, ta vào bẩm với Ngọc Hoàng. Một lúc sau, thấy có người chạy ra, dẫn đường cho cóc cùng các con vật khác vào. Đến nơi, Ngọc Hoàng cũng thấy lạ, khi nhìn thấy các con vật thật gầy ốm, liền hỏi. Các người đến đây có chuyện gì? Cóc thưa chuyện. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, không hiểu sao mấy năm nay nước ngọt của chúng con biến mất. Chỉ còn lại là nước mặn chát, không thì cũng là hạn hán. Muôn loài không biết lấy gì mà sống. Vậy nên hôm nay con mới mạnh dạn đến đây để trình với người, mong nhận được lời giải đáp thích đáng để có thể có biện pháp cứu muôn loài ạ. Ngọc Hoàng nghe vậy ngạc nhiên nói. 100 năm trước ta thấy cây cối xanh tươi, đồng ruộng bạt ngàn, động thực vật, muôn loài sống hòa thuận như con người vẫn thường hay ca ngợi. Long lanh đáy nước in trời, thành xây khói biếc non khơi bóng vàng, cớ sao có chuyện đó được? Cóc trả lời. Thưa Ngọc Hoàng, từ năm 2001 đến nay, lưu lượng về hạ du giảm, mực nước sông Hồng xuống thấp và nước biển dâng lên, kết hợp chiều cường dẫn đến xâm nhập mặn ngày càng phức tạp, ruộng đồng thì nứt nẻ, động thực vật chúng con không có nước ngọt để sử dụng, nhiều loài phải chấp nhận bỏ mạng vì đói khát, vì nắng nóng đó ạ. Ngọc Hoàng nói lớn. Sao lại có chuyện này xảy ra? Người yên tâm, ta sẽ làm cho ra nhé. Các táo đâu? Sao có sự việc lớn như vậy mà không trình báo cho ta? Táo môi trường bẩm báo. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, xâm nhập mặn là hiện tượng nước mặn và nồng độ mặn bằng 4 phần nghìn xâm nhập sâu vào nội đồng. Khi xảy ra chiều cường, nước biển dâng hoặc cạn kiệt nguồn nước ngọt. Thưa Ngọc Hoàng, nguyên nhân chính là do con người có những hành vi gây biến đổi khí hậu như nước biển dâng, tăng nhiệt độ, khai thác nước ngầm quá mức để đáp ứng nhu cầu nước cho phát triển. Những nguyên nhân này đã làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn. Thần cũng đã cảnh báo rồi ạ. Ngọc Hoàng quá to. Người đâu? Cho gọi con người đến đây cho ta. Xuất hiện trước mặt Ngọc Hoàng là một người dân, trên mặt hiện những nỗi lo. Ngọc Hoàng hỏi. Con người kia, có biết tại sao hôm nay ngươi có mặt ở đây không?
con người trả lời với giọng run run sợ sệt. Dạ... dạ bẩm... con không ạ. Lúc này, Cóc cùng các con vật khác cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngọc Hoàng quay sang nói với Cóc. Cóc kia, vấn đề xâm nhập mặn và hạn hán mà các ngươi phải gánh chịu, nguyên nhân là đây. Con người khi nghe thấy nhắc đến xâm nhập mặn và hạn hán liền ngạc nhiên, Cóc nói. Xin người hãy nói rõ ạ. Ngọc Hoàng lên tiếng. Chuyện trái đất đang phải chịu cảnh xâm nhập mặn, hạn hán kéo dài cũng chính là do con người đã gây ra biến đổi khí hậu. Trước kia, khi trái đất được hình thành, muôn loài đều khỏe mạnh tươi tốt, mọi thứ đều ôn hòa. Nhưng con người ngày càng hiện đại thì lại chỉ biết khai thác cạn kiệt mà không chú ý đến việc giữ gìn và phục hồi nó. Nguy cơ cạn kiệt, chặt phá cây xanh, khói bụi nhà máy, tất cả gây ra biến đổi khí hậu khiến cho nước biển dâng và nâng cao nhiệt độ theo ngày đêm. Vậy mà con người không biết điều đó hay sao? Con người liền đáp trả. Dạ thưa, thực ra chúng con làm thế cũng chỉ vì cuộc sống mưu sinh. Chúng con cũng cần ăn, cần chỗ ở, cần phát triển kinh tế để nuôi con ăn học, xây dựng đường cầu, nên mới khai phá chút ít để phục vụ cuộc sống thôi ạ. Đặc biệt là nước chúng con sử dụng có đáng là bao so với những gì thiên nhiên có ạ. Thì làm sao chúng con nhỏ bé như vậy lại có thể gây ra hạn hán, xâm nhập mặn như người nói được ạ? Ngọc Hoàng và mọi người thấy vậy vô cùng ngạc nhiên khi nghe con người nói thản nhiên như vậy. Ngọc Hoàng tức giận nói. Chính vì những suy nghĩ như ngươi nên mới có hậu quả như vậy đó. Con người thường nghĩ nước chiếm 3/4 diện tích vỏ trái đất nên nó không thể bị cạn kiệt. Tuy nhiên, suy nghĩ đó là một sai lầm bởi nguồn nước sạch mà con người có thể sử dụng chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong đó và thường rất khó tái sinh được. Nước không phải là tài nguyên vô hạn. Con người, nhưng... Ngọc Hoàng nghiêm nghị. Sao? Ta nói sai à? Con người vội vàng đáp. Dạ... Thật ra mấy năm nay đúng thật là nước ngọt trở nên khan hiếm, nước sinh hoạt còn không đủ, nước nuôi trồng thì nhiễm mặn không sử dụng được. Đặc biệt ở vùng đồng bằng sông Cửu Long chỗ con không giấu gì, chính con hàng năm trông cậy vào mấy con cá, vậy mà thủy triều đưa nước mặn vào, vậy là con mất trắng vụ cá. Đã thế, đồng ruộng nứt nẻ, đến vụ trồng lúa hôm trước, hôm sau lúa đã héo rồi. Giờ con không biết phải làm sao, mong Ngọc Hoàng cứu giúp con với ạ. Vậy sao lúc nãy ta nói ngươi còn cãi? Con người ngượng đỏ mặt. Dạ, con biết lỗi rồi ạ. Hậu quả này không chỉ riêng muôn loài phải chịu đựng, mà chính con người cũng đang phải gánh chịu nó. Những nỗi lo mất mùa, đói khát, con người chúng con đã biết rõ hậu quả của biến đổi khí hậu khủng khiếp như thế nào. Mong người hãy giúp trái đất thoát khỏi cảnh đó. Chúng con hứa sẽ giữ gìn và cải thiện môi trường một cách tích cực ạ. Bấy giờ, Cóc lên tiếng. Thực ra, con người và tất cả động thực vật chúng ta đều có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Đến giờ này rồi, chỉ còn cách chúng ta cùng nhau tìm ra giải pháp thôi. Cua, gấu cùng đồng thanh. Đúng vậy, mong người giúp muôn loài. Thôi được rồi, các ngươi biết nhận ra vậy là tốt rồi. Khi các ngươi trở về, việc đầu tiên là hãy tuyên truyền về biến đổi khí hậu cho mọi người thấy được hậu quả nghiêm trọng của nó. Đặc biệt là đối với lớp trẻ, có thể mở ra cuộc thi như biến đổi khí hậu với cuộc sống, chủ đề hạn hán và xâm nhập mặn chẳng hạn. Điều này sẽ cho họ nhận thức về hành động của mình, đồng thời kích thích sự sáng tạo, đưa ra giải pháp mới. Phải thật nỗ lực nhớ chưa? Giờ ta sẽ cho mưa xuống, các người hãy về và đoàn kết cùng thực hiện cho tốt. Like, thả tim. Trước khi Cóc cùng gấu, cua và con người trở về trái đất, Ngọc Hoàng vẫn không quên nhắc nhở. Hãy nhớ rằng đây chính là bài học đắt giá cho con người. Sau khi trở về, con người đã nhận ra hậu quả nghiêm trọng của hành vi không tốt đối với môi trường cũng như chính cuộc sống của họ, đã biết tạo dựng những chương trình như hưởng ứng giờ trái đất hàng năm, tham gia công ước quốc tế, nghị định thư Kyoto để giảm sự phát thải khí nhà kính, giảm biến đổi khí hậu, tổ chức cuộc thi tìm hiểu về môi trường đối với các thế hệ trẻ, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của sinh viên các trường đại học. Tuy nhiên, không chỉ dừng ở đó, chúng ta cần phải tự ý thức chung tay xây dựng một môi trường tốt đẹp hơn nữa. Tất cả vì môi trường, yeah!
Nobody's fine.